Buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 29 tháng 8. Thì Bến Tre tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 trên toàn tỉnh đến ngày 10 tháng 9 năm 2021. Thì theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ thì tỉnh Bến Tre là một trong 6 địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian vừa qua. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có số ca mắc mới có chiều hướng giảm, nhưng qua xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn còn xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng và nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài còn cao. Để có thêm thời gian kiểm soát và tiến tới ngăn chặn dập tắt hoàn toàn các ổ dịch trên địa bàn tỉnh và tầm soát được các F, tách F0 ra khỏi cộng đồng một cách triệt để, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu là tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 8 đến 0 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2021. Và thông tin tiếp theo là tại Châu Thành là quyết định về việc thực hiện cách ly để phòng dịch COVID-19. Thì tổ chức cách ly vùng có dịch COVID-19 tại một phần tổ nhân dân tự quản số 4, khu 2, ấp Tân An Thượng, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì diện tích là khoảng 2.000m², số hộ là 22 hộ và 56 nhân khẩu. Thì thời gian là từ 7 giờ ngày 27 tháng 8 đến 7 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2021. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh mà thời gian cách ly có thể điều chỉnh phù hợp. Thì giao cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thạch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly các khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát phòng dịch theo đúng quy định. Cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến chiều ngày hôm nay ngày 29 tháng 8. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre, tính từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày hôm nay ngày 29 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới. Thì 4 ca mắc mới trong đó bao gồm là ổ dịch mới công ty Minquy, khu công nghiệp Giao Long 1 ca, ở Phú Ninh, Phú Đức, huyện Châu Thành, Mong Cái Bắc là 1 ca, ở Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, diện Hồi Hương được cách ly y tế, thành phố 1 ca, ở Sơn Thạnh A, xã Thới Thạnh, tiếp xúc với F0, thành phố Bến Tre 1 ca, ở ấp 1, xã Sơn Đông, sau khi hoàn thành cách ly y tế về địa phương và có triệu chứng, thì trong khu cách ly và phong tỏa là 3 ca, cộng đồng là 1 ca. Thì tổng số ca đến ngày hôm nay Bến Tre được ghi nhận là 1.731 ca, vẫn là 41 ca đã tử vong, số ra viện trong ngày hôm nay là 36 ca. Thì Bến Tre đã có 1.190 ca đã ra viện. Thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 26 ca mắc COVID-19 mới. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.